xíu đi nha. Dạ. Chào bạn. Chào bạn. Hôm nay bạn đến đây học bài với mình nha. Dạ. Trước khi học bài, tụi mình khởi động xíu cho nó khỏe nha. Dạ. Vậy bạn quay một vòng cho mình coi coi cái nào. Ôi, bạn quay hay quá à. Được chứ, ngừng lại đi, ngừng lại đi. Bạn ngừng rồi hả? Bạn có mệt không? Không. Hay quá ha. Hôm nay mình học cái gì? Dạ. Mình đi ra đây. Đi theo mình đi. Dạ. Rồi, hôm nay bắt đầu mình học. Bắt đầu từ số 1 đến số 10 mình đếm nha. Dạ. Rồi bạn đếm theo mình được không? Được. Mình sẽ đếm 1 2 3. 1 2 3. Ôi bạn giỏi quá. Rồi tiếp theo nè. 4 5 6. 4 5 6. Bạn giỏi quá đi thôi. Rồi nha. 4 5 6 rồi đúng không? Đúng bây rồi. Bây giờ tiếp theo nữa mình sẽ là 7 8 9. 7 8 9. Bạn giỏi quá. Còn một số cuối cùng là 10. Bạn nói đi. 10. Rồi bạn giỏi quá đi thôi. Bạn quay cho mình một vòng nữa coi nè. Dạ. Trời ơi bạn quay đẹp quá à. Ai dạy bạn quay vậy? Cô mới dạy cho mình đó. Vậy hả? Thôi bạn ngừng đi. Mình nhóng mặt quá rồi. Cô dạy cho bạn đó hả? Dạ. Rồi bạn ở nhà bạn có thường xuyên tập luyện không? Không. Mỗi lần như vậy là bạn đều tập nhiều lắm đúng không? Tập nhiều lắm đó. Ừ, tập nhiều thì mới khỏe ha. Dạ. Bây giờ mình làm gì ta? Học bài. Học bài nữa hả? Dạ. Bạn nhớ không? Nhớ. Thôi bây giờ hai đứa mình ôn bài lại xíu nha. Dạ. Bạn đến với mình từ 1 tới 10 lại nha. Con có nhớ không nha? Dạ. Rồi mình đến nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ôi bạn giỏi quá bạn ơi. Hoan hô bạn. Ngày mai bạn tới học bài với mình nữa nha. Dạ. Bạn nhớ bài giỏi lắm đó. Ngày mai học tới học bài với mình nữa. Hai đứa mình cùng học xong rồi bạn quay cho mình coi nữa nha. Dạ. Bye bye mọi người.